À, chào các bạn, quay trở lại với kênh của Nhà Vui. À, chúng ta đang có mặt trên con phố Nguyễn Huy Tự, một trong những con phố thuộc quy hoạch khu phố cũ, tức là phố Tây của thủ đô Hà Nội. Một con phố rất đẹp để tham quan một cái dự án mà team Nhà Vui đang tiến hành cải tạo, nâng tầng, mở rộng sàn cho một cái căn biệt thự. Xin mời. À, đây là khu vực phía trong của căn biệt thự này. Căn biệt thự thì cũng đã được sửa chữa một số lần và hiện tại bây giờ nó đang có cái tông khá là hiện đại. Phần cải tạo lần này là khu vực phía sau của công trình này. Trước đây khu vực đó là khu vực ở cho người phục vụ và khu để xe hơi. Bây giờ thì đang được tiến hành mở rộng thêm sàn để tăng cái phần diện tích sử dụng của cái căn biệt thự này. Tuy căn biệt thự này ở trên cái mặt phố lớn, tuy nhiên cái phần chúng ta tiến hành cải tạo thì nằm phía sau nhà, do đó cũng không thể tiến hành lắp dựng cái phần khung thép này bằng các thiết bị máy móc chuyên dụng cẩu được. Do đó biện pháp vẫn là thủ công. Vật tư thép sẽ được tập trung ở phía sau này và tiến hành lắp thủ công. Một số cột phải được gia cố bởi cái móng mới. Sau đó tiến hành dựng các cái cột thép dạng y cán nóng. Một cái thuận lợi đó là các cái tiết kiệm cột dầm này là có khối lượng vừa phải để tiến hành lắp vào thủ công. Cái phần dầm liên kết với bê tông, sử dụng phương pháp khoan cấy bê tông bô lông để neo giữ. Đối với các công trình cải tạo thì việc khảo sát và đưa ra phương án là vô cùng quan trọng. Nó phù hợp cái công năng sử dụng cũng như thuận lợi cho các giải pháp thi công. Điều kiện thi công thủ công thì khá là mất nhiều thời gian so với các cái giải pháp được hỗ trợ bằng các cái thiết bị cơ giới. Tuy nhiên cũng có một cái thuận lợi đó là căn theo địa hình và neo giữ thủ công làm chậm nhưng nó sẽ an toàn cho hệ thống kết cấu hơn. Chúng ta đã quan sát từ phía ngôi nhà phía trước và phần kết cấu kia là phần hành lang dẫn từ hai nhà, khối nhà phía trước sang khối nhà phía sau. Khối nhà phía sau thì được mở rộng sàn ra phía sân giữa. Kết cấu khá là vững chắc. Cùng với giai đoạn mở rộng thêm sàn bằng hệ thống kết cấu thép thì các cái phần tường ngăn bao che kiến trúc cũng được thay đổi theo xu hướng đương đại. Hầu hết các cái cửa đều được sử dụng là cái cửa cuốn vòm, một trong những xu hướng đang rất là thịnh hành trong những năm 2022, các kiến trúc sư rất yêu thích. Đây là phần hành lang nối giữa hai nhà, nhà trước và nhà sau. Đội thợ đang tiến hành các cái gối đỡ ở cột để đặt các cái dầm lên trên. Với các cái biện pháp thi công hàn trực tiếp tại hiện trường thì một trong những cái điều kiện vô cùng quan trọng đó là cái khả năng tránh cái việc cháy nổ, nhất là những cái điều kiện mà làm việc ở phía hàn ở phía trên thì phía dưới sẽ không được thi công. Các cái gối kê này sẽ được xác định chính xác tim cốt. Sau khi đưa các cái dầm vào vị trí thì chỉ cần đặt vào cái phần cốt chính xác này, sau đó tiến hành hàn xong. Công việc thì cũng không có quá nhiều cái phức tạp.
Đây là dầm sau khi đã đưa lên bằng hệ thống tỏi được hàn liên kết. Phần cột sau khi được hàn các cái dầm theo các phương ngang dọc sẽ rất cứng, tạo thành một hệ khung. Chúng ta quan sát ở góc nhìn từ trên phía tầng 3 của căn nhà phía trước để thấy được cái tổng thể hơn khu vực cải tạo này. Phần tường xây mới được chèn vào giữa cột, nó có tác dụng như một miếng giằng cứng, tạo cho cái không gian kết cấu trở nên vững chắc hơn rất là nhiều. Hệ dầm ở khu vực tầng 2 đã được phát triển gần như xong hết rồi. Ở phía trên này thì mái tầng 3 sẽ là mái tôn để làm giảm nhẹ các tải trọng, đồng thời thi công sẽ nhanh hơn. Đây là một trong những phương pháp cải tạo nông sản rất phổ biến trong các cái thành phố mà chật hẹp do nhu cầu phát sinh diện tích sử dụng, mà việc cải tạo là luôn luôn cấp thiết ở hầu hết các cái công trình đang sử dụng. Ở đây một cái dầm, thanh dầm lớn dài hơn 6 mét mà chúng ta đã quan sát cần tới 5 công nhân để có thể tiến hành đưa cái kết cấu này lên. Cũng không quá là khó khăn cho việc đưa một cái kết cấu lớn dài thế này lên ở vị trí thiết kế. Mái tôn đây là mái tôn cũ, sau sẽ được tháo bỏ để làm mái tôn mới ở phía trên sàn tầng 3. Nhà Vui đã từng làm một cái video so sánh hai phương pháp mà thi công, đó là nhà liên kết bu lông và nhà liên kết hàn. Mỗi cái có những cái ưu, cái nhược riêng, thì mọi người có thể xem thêm ở trong cái phần chuyên mục về khung nhà thép của kênh Nhà Vui Fun Home. Ở đây được chọn là giải pháp liên kết hàn, nó sẽ tạo ra các cái nút dao là các nút cứng hơn so với liên kết bu lông. Tuy nhiên cái điều kiện thi công nó sẽ lâu hơn và cũng phải đề phòng nhiều hơn nữa là các giải pháp an toàn trong quá trình hàn. Chúng ta quan sát cái phần tạo độ thẳng của cột bằng một cây thép hộp là cái dưỡng định vị. Công trình này thì sau này bước tiếp theo là sẽ sử dụng sàn đất để làm sàn phần mở rộng không gian này. Phía trên sàn đất sẽ là đổ bê tông cốt thép, một trong những cái liên kết kinh điển cho cái khung nhà thép. Nếu như các bạn theo dõi kênh của Nhà Vui thường xuyên sẽ thấy có một số cái giải pháp làm sàn trên cái khung nhà thép này, trong đó cái khung nhà thép sử dụng sàn đất là cái phần liên kết chắc chắn nhất, áp dụng cho các kết cấu chịu tải trọng lớn. Tuy nhiên giải pháp này nó đòi hỏi chi phí cao và thi công gần với thi công của sàn bê tông. Ngoài ra còn có các cái sàn bê tông nhẹ như bê tông dạng tì bốc, bê tông sàn bê tông xốp, bê tông khí có rất nhiều, bê tông sàn tấm xe bót, rất nhiều các giải pháp sàn để lựa chọn cho phù hợp với từng chức năng của công trình. Mỗi một loại sàn thì có các phần tải trọng khác nhau, dẫn tới cái kết cấu khung nó cũng sẽ khác nhau. Đối với sàn đất thì tối thiểu kết khung
cũng sẽ phải làm bằng thép y dạng định hình này, hoặc lớn hơn thì có thể làm thép tổ hợp từ các thép tấm. Còn với cái thần hàn sàn nhẹ hơn thì có thể dùng xếp hộp, sàn xe bót thì có thể dùng thép hộp, cũng có thể đủ khả năng chịu lực được bởi sàn nó rất nhẹ. Ở đây các bạn quan sát thêm những cái đội thợ nề đang thi công cái thùng vòng cuốn khá là điệu. Với mong muốn thể hiện cả cái kiến trúc đương đại thì cái phần cải tạo này được xây các cái cửa thông phòng và cửa chính đều dạng có cuốn vòng khá là điệu và cũng rất hợp với cái tông của kiến trúc Pháp của cái biệt thự này. Với các cái phong cách xây này thì dự kiến là khi hoàn thành đó sẽ là một cái công trình đẹp. Các bạn có thể đăng ký kênh để xem tiếp cái phần hoàn thiện của cái việc cải tạo này. Và gần đây theo số này đó sẽ là cái phần thi công cái phần tôn sàn đất, thì các bạn sẽ hiểu hơn về việc thi công cái tấm sàn này nó thế nào, nó khác biệt gì so với những cái tấm sàn bê tông nhẹ, bê tông khí, bê tông xốp mà cũng khá là được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Với khung thép bổ sung này nó rất chắc chắn. Ngoài cái việc tạo thêm các cái phần sàn sử dụng cho công trình, nó còn góp phần làm cứng thêm của cái phần kết cấu công trình cũ. Và cái phần công trình cũ trước đây thì thông thường nhà Pháp không phải là nhà khung, hầu hết chỉ là nhà tường chịu lực mà thôi. Ở đây cũng có một số cái phần kết cấu cột được sử dụng đổ bê tông để gia cường cho một vài vị trí. Sàn đất ở phía trước các bạn đang xem, các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể xem cái phần nhà vui giới thiệu về sàn đất này. Công trình cũng đã được sơn nước 1, sơn hoàn thiện. Ở đây công trình sẽ được sử dụng sơn trực tiếp lên kết cấu cái màu này, và để lộ màu này là cái lớp sơn hoàn thiện sau khi đưa vào sử dụng, chính là cái màu sơn đen này. Nó tạo được cái công trình với vẻ đẹp khỏe khoắn, cũng như khoe được cái góc dáng kết cấu với cái màu rất đặc trưng và khỏe khoắn này. Mái tôn điện tầng 3 đã được hoàn thiện. Đây là nhà vui xin kết thúc giới thiệu với các bạn cái phần thi công kết cấu thép khung cho cái nhà cải tạo tiền phố. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.